Do lâu không được nâng cấp sửa chữa, nên đoạn đê bối qua địa phận xã Phú Cường và Hùng Cường của thành phố Hương Yên đã bị xuống cấp sạt lở, khiến nhân dân hết sức bất an. À. Theo phản ánh của nhân dân, đoạn đê bối có chiều dài trên 10 km được xây dựng từ những năm 1960, có tác dụng ngăn lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân hai xã Phú Cường và Hùng Cường tuy nhiên sau nhiều năm chưa được nâng cấp, cải tạo nên bị xuống cấp, mặt đê chưa được cứng hóa, có nhiều ổ gà nên hiện không còn đảm bảo nhiệm vụ phòng chống thiên tai và khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Đáng báo động là thời gian qua, trên tuyến đê này xảy ra sự cố sạt lở hai mỏ kè số 3 và số 6 vẫn chưa được khắc phục triệt để, khiến nhân dân hết sức lo lắng. Những cái tuyến đê nhiều chỗ nó bị sói mòn mà nó bị ổ gà, động nước ở trên mặt đê chúng tôi cũng đề nghị là các cấp các ngành tu sửa và nâng cấp những cái tuyến đê kè này để nhân dân an tâm